Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe mình đã đồng hành cùng một em gái ở Thanh Hóa bị đau dạ dày do HP. Em bé đã vượt qua được những cơn đau dạ dày như thế nào và không còn bị chua nóng rát cổ nữa nha các bạn nhé. Thì mời các bạn nghe câu chuyện của mình. Thì mình gặp em ấy trong một tình huống, đó là mình đã xây dựng một kênh TikTok và nói về saffron và các công dụng của saffron. Thì em ấy thấy mình trên TikTok và inbox cho mình. Em ấy bảo là em ấy bị đau dạ dày do HP được 1 năm rồi và chữa rất nhiều loại thuốc mà không khỏi. Hiện tại thì đang điều trị ở bệnh viện 108. Em ấy cũng nghe mọi người nói rất nhiều về saffron có tác dụng là hỗ trợ điều trị đau dạ dày rất tốt, nhưng mà em ấy còn lưỡng lự và chưa tin. Nhưng mà hôm nay thấy chị ở trên TikTok thì em ấy thấy chị tin tưởng và em ấy nhờ mình tư vấn. Thì sau một hồi tư vấn thì mình đã hướng dẫn em đến liệu trình là 5 gam saffron ngâm với 500 ml mật ong khoái. Mình cũng đã hướng dẫn em ấy là sử dụng đều đặn hàng ngày và mỗi lần là chỉ cần dùng là một thìa cà phê saffron mật ong ngâm với pha với 150 đến 200 ml nước ấm và sử dụng vào buổi sáng và buổi tối trước khi ăn đều đặn mỗi ngày. Và mình hôm đấy là mình gửi saffron mật ong cho bạn ấy luôn và ngày hôm sau là bạn ấy nhận được. Mình cũng thật bất ngờ là 2 ngày sau bạn ấy nhắn tin cho mình và nói là: "Chị ơi, em hết nóng rát cổ rồi, em vui quá chị ạ." Và em ấy còn hỏi là bà em bị mất ngủ, chồng em bị uống rượu bia nhiều thì có dùng được không. Thì rất may là saffron dùng được cho tất cả các đối tượng này. Mình cũng đã hướng dẫn cả nhà sử dụng saffron mật ong. Thì trong quá trình chị em cũng hay trao đổi với nhau. Thì sau hôm nay là em ấy nhắn tin cho mình và mình rất vui, đó là em ấy bảo mình là: "Chị ơi, hôm nay em đi khám đỡ viêm hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn HP, nhưng mà như thế này là em vui lắm rồi chị ạ. Em cảm ơn chị và em biết ơn Sacom vô cùng, bởi vì em đã sử dụng rất nhiều loại thuốc mà em không đỡ được. Mỗi lần dùng thuốc đi xuống khám thuốc Tây lấy hết tận 4 triệu mà cũng không cải thiện được cái gì. Dùng Sacom em thấy hợp và em rất chi là vui." Thì mình nghe mình nói mình vui lắm, bởi vì mình hạnh phúc, bởi vì mình đã chia sẻ được, đã giúp đỡ được em ấy trong một phần đó là hỗ trợ điều trị đau dạ dày cho em ấy. Mình thực sự rất chi là vui. Mới chỉ với có hơn 2 triệu thôi mà bạn ấy đã cải thiện được rất nhiều các vấn đề về đau dạ dày rồi. Thì cá nhân mình thực sự khuyên các bạn là những ai mà đang bị đau dạ dày, hãy trải nghiệm sản phẩm này, hãy trải nghiệm saffron ngâm mật ong này. Thì chỉ cần các bạn dùng đều đặn hàng ngày, buổi sáng và buổi tối trước khi ăn thôi, thì sau 7 ngày, ít nhất là 7 ngày hoặc là như bạn thì 2 ngày bạn đã cảm thấy cải thiện rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy là vượt sự mong đợi. Thì các bạn ai muốn mình tư vấn thông tin chi tiết hơn hoặc là dùng trải nghiệm gì sản phẩm, hãy inbox cho mình theo số Zalo là 0978 225 785. Thì xin cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình. Bye bye.